Du thuyền Spectrum of the Seas đưa bạn khám phá Thượng Hải, Nhật Bản, trải nghiệm Paris hoa lệ của phương Đông và văn hóa đặc sắc xứ Phù Tang. Đến với Thượng Hải, thành phố hoa lệ bậc nhất Trung Hoa đại lục với những tòa nhà chọc trời hiện đại, những khu phố cổ kính và nhộn nhịp. Ghé thăm dự viên, khu vườn và nhà cổ êm đềm tĩnh lặng giữa thành phố Thượng Hải ồn ào và náo nhiệt. Đến miếu Thành Hoàng hơn 400 năm tuổi với phong cách kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc để tìm hiểu về lịch sử và những nét đặc trưng của kiến trúc nhà cổ Thượng Hải. Ghé thăm Ngọc Phật tự linh thiêng, thanh tịnh giữa khu phố sầm uất bậc nhất, chiêm ngưỡng lối kiến trúc đời Tống với kết cấu hài hòa, đường nét nhuần nhuyễn. Hay tận hưởng cuộc sống sôi động, náo nhiệt về đêm của Nam Kinh, từ ẩm thực đường phố cho đến nhà hàng cao cấp, một trải nghiệm ẩm thực siêu đa dạng. Hành trình tiếp tục đến với Nhật Bản, khám phá cung đường lịch sử, văn hóa và thiên nhiên với Nagasaki và Kumamoto. Công viên Hòa Bình Nagasaki mang đậm dấu ấn lịch sử, thưởng thức ẩm thực đường phố, văn thư công mỹ nghệ phong phú ở khu phố tàu Nagasaki. Dạo bước thành Kumamoto, di sản biểu trưng của thành phố gấu, công viên thiên nhiên Tatsuda và vườn Seizenji, dinh thự cổ của gia tộc Hosokawa Gyobu, nơi còn lưu giữ nhiều dấu vết của dòng họ Kato, điểm đến tuyệt vời cho những vị khách yêu lịch sử. Một hành trình Thượng Hải, Nhật Bản với trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng cùng du thuyền 5 sao Spectrum of the Seas. Với không gian lộng lẫy, mỗi khu vực đều được thiết kế tỉ mỉ và đẳng cấp, từ phòng nghỉ sang trọng, spa thư giãn, các nhà hàng ẩm thực cao cấp. Mỗi nơi đều mang đến cho bạn cảm giác như đang ở trong một khách sạn 5 sao di chuyển trên biển. Giữa lòng đại dương mênh mông, bạn còn có cơ hội tham gia những hoạt động giải trí đỉnh cao, những buổi ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đến những lớp học yoga và nấu ăn vui nhộn. Với thủ tục dễ dàng, không mất nhiều thời gian di chuyển, cho bạn trải nghiệm một kỳ nghỉ trọn vẹn, đẳng cấp và đầy ấn tượng cùng người thân yêu. Liên hệ hotline 0919 122 127 để đặt tour ngay.